Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm bài tiếp là bài tính tổng các số tự nhiên liên tiếp. Để tính được tính tổng các số tự nhiên liên tiếp thì ta có 13 công thức tính tổng đáng nhớ. Ở đây thì ta có cái công thức tổng là sẽ bằng n nhân n cộng 1 chia 2. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm bài này, tên nó là bài 5. Ta vào ấn vào nút Create a New Project, chọn Console Application, ấn nút Go. Project title ta đặt tên là bài 5 chứ không phải đặt tên là bài 9 nhé, bởi vì file này là file bài 5 thì nó đẻ lên bài cũ thì thêm là 501, 502. Và khi các bạn tạo ra thì nếu mà tạo ra một cái file đã từng tạo rồi thì nó vào bằng một cái đề hay không, thì khi đó mình chọn không để tạo ra cái mới. Tắt gõ tiếng Việt đi để gõ cho nó nhanh. Xóa các dòng trống không cần thiết. Khai báo biến N, khai báo biến S. Bởi vì trong đầu của mình đã định hướng được rằng do thằng S nó bằng N nhân N cộng 1 chia 2 nên nó có thể rất lớn. Rồi tới đây thì ta sẽ thực hiện cái công việc là free open. Làm việc với tệp tên là bài 5. Rồi quan sát nhé, thầy ấn tổ hợp phím Ctrl và phím D để double nó lên. Sau đó tay trái, tay phải thầy bôi đen chữ out, tay trái gõ chữ out. Đấy, gõ chữ V kép, ở đây gõ chữ out. Bởi vì đi thi một bài thi ta chỉ có 45 phút làm một bài. Gõ càng nhanh thì còn nhiều thời gian để suy nghĩ. Kế tiếp thì ta sẽ thực hiện công việc là nhập N. Và ta tính S thì bằng N nhân với N cộng 1 chia 2. Giữa toán tử và toán hạn ta cách nó ra, dấu chấm phẩy liền trước và ta xe ao thằng S ra. Vậy ta đã nhìn thấy với bài như trên ta làm hết khoảng 2 phút là xong. Khi ấn nút chạy chương trình thì khi đó có thể một số lỗi. Hãy cố gắng lập trình để chạy phát nó ra thằng này luôn, nó mới ngầu. Khi làm như trên khi mình chạy lần này mình chưa cần thêm file đâu. Đấy, ta cứ chạy thử để có lỗi thì ta sửa hết trước khi ta thêm file mới. Rồi ta tạo new empty file bài 5.inp. Ta mở code bài làm ra, ta chạy test đề bài. Đề bài người ta cho n bằng 5. Ta nút chạy chương trình luôn. Ta nháy chuột phải chọn add file, chọn bài 5.out. Đấy thì ta thu được 30. Ta zoom, lăn kết quả zoom ra thấy bằng 30. Thấy là đúng là nó what? Sao rồi? Thầy thử các em thôi. Nhưng mà thầy quên mất chưa chia 2. Thấy code chương trình đúng nhưng chạy ra kết quả sai. Đó là cũng là một cái ta cần phải khắc phục. Chạy thử ta sẽ sửa được, thi trên giấy thì không thử sửa được đâu. Đấy, ta phát hiện ra 15. Rồi bây giờ thầy thử xem tổng các số tự nhiên từ 1 đến 10. Ngày xưa thầy đi học thì nhớ tổng các chữ số tự nhiên từ 1 đến 10 bằng 55 đúng không? Thầy nhớ là lớp 5 hay lớp 6 gì đấy. Đấy, thì nó bằng 55 thật. Thầy đúng rồi, nếu không lấy máy Casio để bấm nhá. Các bạn cứ sinh ra 10 test khác nhau mà thấy ra kết quả trên máy tính đúng với so với kết quả trên máy vi tính thì coi như bài của mình về cơ bản đã đúng. Trước khi nộp bài ta nên nháy chuột phải vào chương trình, chọn Format User Style để định dạng lại code. Nha các em quan sát nhá. Ví dụ như thầy đang code nó lông côm như thế này. Đấy, đang code nó lông côm, các bạn nhìn thấy chương trình nó chán đời không? Trước khi code nộp bài thầy nháy chuột phải, chọn Format User Style thì nó lại chuyển về đẹp như thế. Thì vì bài làm của các bạn sẽ nộp trên server nên các bạn nhớ cái thao tác như trên nhé. Code phải đẹp, không anh em nó cười cho. Khi làm như trên thì bài làm vẫn chưa đạt được điểm tối đa. Lý do ở chỗ này. Nào, bà con lưu ý. Bởi vì biến N là kiểu INT, N cộng 1 là INT nên hai thằng này kết quả nó sẽ lưu vào vùng nhớ INT. Đấy, chính xác. Ta phải ép nó sang 1LL nhân với thằng này. Thì khi đó ta mới đạt được điểm tối đa. Hoặc là các em ghi chữ long long ở đây cũng được, ép kiểu dữ liệu nhá. Với một số bài kích thước dữ liệu lớn thường nó sẽ hay ghi vào bộ nhớ INT nếu không ghi vào bộ nhớ long long. What? Nó báo lỗi gì nhỉ? Đây thừa dấu sao. Đấy ạ. Cái này dấu sao của phép toán nhân.
Rồi trên đây là cái bài toán số 5 và cái cách để giải quyết bài toán bằng cách viết một chương trình cơ bản. Hy vọng là các bạn có thể biết được là nên ép kiểu dữ liệu khi biểu thức của nó có trả về kích thước dữ liệu lớn hơn. Thôi, bye các bạn.